Trước trận Liverpool vs Rangers, 2 giờ ngày 5 tháng 10, Liverpool coi chừng khắc tên Scotland. Nhận định Liverpool vs Rangers, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Xét về đẳng cấp, Liverpool hơn hẳn Rangers, đội quân của Jurgen Klopp lại được đá sân nhà. Tuy nhiên, hãy lưu ý đến lịch sử rằng người Scotland luôn mang đến sự khó chịu cho các đội bóng Anh. Thông tin trước trận Liverpool vs Rangers. Cuối tuần trước tại Anfield, Liverpool đã cho thấy bản lĩnh khi dẫn ngược 3-2 sau khi bị Brighton chọc thủng lưới 2 lần trong vòng 17 phút. Thế nhưng một lần nữa họ lại phê bày sự hờ hênh trong phòng ngự và đánh rơi chiến thắng ở phút 83. Kết quả này đồng nghĩa với việc Liverpool chỉ có chiến thắng trong 4 trận đã qua. Đó là một phần trong chuỗi khởi đầu rất tệ của thầy trò Jurgen Klopp trong mùa giải 2022-2023. Họ đang xếp thứ 9 tại Premier League và ở Champions League cũng không khá hơn khi đứng sau Napoli với 3 điểm ít hơn. Vì vậy, hai cúp cần thu về 3 điểm trọn vẹn trước Rangers, đội bóng bị coi là yếu nhất bảng A. Đội bóng Scotland chơi thất thường không kém khi đột nhiên đánh mất sự chắc chắn trong phòng ngự. 6 trận gần nhất họ thủng lưới tới 13 bàn. 7 trong số đó diễn ra ở Champions League sau 2 thất bại tan nát trước Napoli 0-4 và Ajax 0-3. Để nuôi hy vọng đi tiếp hoặc ít nhất là chiếm vị trí thứ 3 để xuống Europa League, Van Bronckhorst và các học trò cần một kết quả tích cực tại Anfield. Phong độ, lịch sử đối đầu Liverpool vs Rangers. Cơ sở để Rangers hy vọng là họ đang lấy lại tinh thần với 2 chiến thắng liên tiếp sau 3 trận thua liên tiếp, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội dẫn đầu Celtic xuống còn 2 điểm. Một điểm tựa vững chắc khác cho thầy trò Van Bronckhorst là lịch sử. Thường thì các đội bóng Anh luôn được xếp cửa trên khi chạm trán những câu lạc bộ Scotland, song thực tế lại diễn ra rất khác. Lần đối đầu gần nhất là Champions League 2016-2017, Celtic đã hòa Man City trong cả 2 lượt trận. Mùa 2012-2011, thời điểm MU rất mạnh, Rangers vẫn giành được chiến thắng trên sân nhà và hòa tại Old Trafford. Mùa 2003-2004, Rangers cũng thắng 1, thua 1 trong 2 lần gặp đội quân của huấn luyện viên Sir Alex. Cũng mùa này nhưng tại UEFA Cup, Celtic hòa trên sân nhà trước khi đánh bại Liverpool ở Anfield. Xa hơn nữa, ở Champions League 1992-1993, Rangers của huấn luyện viên Walter Smith đã thắng nhà đương kim vô địch Anh League United với cùng tỷ số 2-1 trong cả 2 lượt trận. Tất cả mang đến cảm giác các đội Scotland là khắc tinh của người Anh. Thông tin lực lượng Liverpool vs Rangers. Liverpool sẽ bước vào trận đấu mà không có sự phục vụ của Andy Robertson, Naby Keita và Oxlade Chamberlain. Klopp buộc phải hài lòng với Simicat bên cánh trái, Elliot ở hàng tiền vệ và hy vọng Luis Diaz, Diogo Jota sẽ tạo dựng phong độ làm bàn ổn định còn Darwin Núñez sớm chứng minh giá trị. Với Rangers, Van Bronckhorst sẽ trông cậy vào kinh nghiệm của lão tướng Steven Davis để giữ cho tuyến giữa ổn định và trong khi Ioannis Hagi chưa trở lại. Antonio Colac có thể là người thay thế xứng đáng.